Xin chào mọi người. Hôm nay cuối tuần gia đình mình lại có một chuyến đi vào cắm trại ở trong rừng. Đã chọn được địa điểm cắm trại rồi, bây giờ mình chuẩn bị cho xe đến cái địa điểm bằng phẳng để mà cắm trại nha. Đây mình cắm trại là một nơi rất là còn hoang sơ. Một bên là bờ hồ xã Tân Hòa, còn một bên là rẫy điều của người ta. Chọn được địa điểm bằng phẳng đẹp rồi thì mình bày đồ ra thôi, giăng võng nè, bày thức ăn ra, rồi chuẩn bị. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đi đâu? Yeah, hi. Đi cắm trại và câu cá của gia đình mình. Đây là cái trùng nha các bạn. Giờ đào trùng để làm mồi vì câu cá nha các bạn. Này ông xã mình bắt đầu làm một cái bếp để nướng con vịt. View suối ở đây rất đẹp và mát, thích hợp để cho các cần thủ đi câu luôn đó các bạn. Trên bờ là một cái vườn điều rất mát, thích hợp để dân võng nằm. Đây là gọi là dây cứt quạ. Ê bên kia kìa, để con coi, để con hái đi. Dây cứt quạ nè, có trái cứt quạ nè. Tên là tên vậy chứ mà. Cái này là cây thuốc á. Có ăn được không ạ? Không, chim ăn thì mình không. Tốt nhất mình không nên ăn. Cái gì mình không biết, không nên ăn. Đi lòng vòng một chập thì vịt đã chín rồi nha các bạn, nghe mùi vịt thơm quá các bạn ơi. Con gái mình đang rửa trái cây. Đi dã ngoại như vậy tập cho mấy con kỹ năng sống. Dây cột lưỡi không cột thì cột thì bỏ. Vô. Rồi, con rửa đi. Rồi, bưng vô, bưng vô. Đây mồi câu cá này. Mồi câu cá là trùng. Cần thủ là đây. Cần thủ. Để sát thấp giờ này chứ đừng căng cái dây nó tung tới tung đồng cá. Anh bạn ơi, anh bạn đang ngồi ăn trái cây anh bạn. Đó. Cười coi. Đâu anh? Á, mình từng mở cái rau lúa gạo này á. À, nè, Róc đi câu cá, Róc với đi cắm trại với ba mẹ ha. Đó, hello, Róc hello các bạn đó. Cá chưa mấy bạn? Dạ chưa. Chưa. Giữ hổ mồi hả? Để nó đây liên quan gì mình. Nhưng mà có nhiều được một con cá. Được một con cá. Biết vịt. Để đây. Con vịt chín rồi các bạn ơi. Mình chuẩn bị ăn thôi. Bây giờ còn lửa than mình nướng trái sake. Xưa giờ chưa ăn trái sake nướng bao giờ. Giờ mình thử nướng trái sake xem. Sake nướng ăn sẽ ngon như thế nào nha. Đưa nóng cho dì bảo ăn. Rồi chuẩn bị xử lý con vịt đây. Ngồi đi ăn nè con. Chưa, để bà Nam ơi, nhà xuống ốc coi. Ốc luôn rồi ơi. Ốc này anh em ơi. Vịt cỏ nhà mình nuôi luôn.
đem theo. đem theo một cái đùi. Đem theo để ăn. Thật tuyệt vời. Thật là tuyệt vời. Trắng dãy ra ăn ngon lắm bà. Dài hả? Dài vậy ngon. Mà cho vịt nha. Ăn thuốc dài. Lâu lâu mình dành một ngày để đi vô rẫy, vô rừng để mà thư giãn. Rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị về đây. Vì có mấy đứa nhỏ nên là mình không có cắm trại qua đêm. Mình chơi nhiêu đây đủ rồi. Sau bữa tiệc mình với các con gom rác nha. Dọn rác trước khi mình khỏi nơi mình chơi nha các bạn. Để giữ vệ sinh cho khu vực mình chơi lần sau nó tới nó sạch sẽ. Bye bye. Bye bye. Vệ sinh dữ chưa?